Ơ sao kỳ vậy? Đúng số rồi, tại sao không vô? Giờ thỉnh nè, coi bộ đồ gì như là ai đi vô dữ trời vậy? Hả? Yeah, không ra không có tắm hả? Chết rồi, thôi vậy làm hồi xong chích ngừa xong đi đi về tắm. Này nghi quá. Đi gì? À cái gì đi lẹ đi. Đi lẹ, đi chích ngừa à. Phải đi thỉnh á. Hàng biết rồi, hàng phải không? Không đi thỉnh là không ở đây hàng là biết rồi. Đẹp lắm. Như là con của chị Giao quá nè. Đi lẹ đi, nói năm trên nè. Phải không? Giờ nhớ rồi. Nói năm trên nè. Thì vừa nhỏ xíu à. Đi lẹ đi rồi về đi tắm, đi chích ngựa xong rồi về tắm. Mấy người này nguyên quý quá. Ừ, nói như này nó sẽ nghi ngờ. Con chị Giao nào nữa? Kêu anh Tiến đi vô thỉnh ổng á. Ổng đâu có chịu đi. Thằng nó vô thỉnh ổng không có chịu. Con mặt ra đây là đen. Rồi bây giờ là điểm nhanh coi đội quân mình lên xe rồi hết rồi phải không? Rồi, xích beo chứ xong xích beo cái bên trong cho chú đừng cái kia cái cục kia ờ đó còn cái cục này của em cục đó của chính giữa rồi của chị ly cục kia đó cục này phải không? Ở trong ở chỗ chai nước ồ thay đó rồi ngồi vậy được không anh Tiến ngồi sát vô xích beo lại đi anh Tiến phải để anh Tiến ngồi đây luôn ngồi đây nè rồi ok anh Tiến ngồi vô xích beo đàng hoàng đi ngồi vô đó không sao à hả ngồi vô vô rồi được rồi ok được chưa rồi đi rồi ok let's go bên đường bên đường xe lăn bánh đi chích ngừa chú Xuân hôm nay giỏi không ừ chú Xuân hôm nay giỏi không nay cũng vậy à bữa nay cũng vậy hả rồi bữa nay thấy ngoan nè mấy ngày nay có uống thuốc không có rồi à, chị Lê lộn đó chị Lê có là cái gì vậy có uống thuốc hả ok nè okay. Chú Xuân phải uống thuốc chú Xuân mới ngoan đó nha phải uống thuốc mới giỏi đó thì mệt dạ dạ hả không uống thuốc không mới giỏi là khán giả không có thương ok bây giờ đi này là đi chích ngừa COVID nè nó sáng phải đi cơm đang hồi hộp quá nè đâu có sao chị Ly đi làm thì chích phải không? Anh chủ nói là phải chích ngừa chích mà ba nói ổng hành đó và hành đó đấy à, không ảnh nói thì nếu chích hành thì bữa hai bữa nó hãy vô làm còn không hành thì vô liền ngày mai cũng được rồi chị có hỏi ảnh từng là làm mấy ngày chưa thì đó tới làm đi thì nói chuyện okay, sao rồi chích ngừa đau thao anh Hoàng á thì đang mở là ông thầy thích pháp hòa giảng đó anh Hoàng với kia là đang mở nghe thầy thích pháp hòa giảng kìa con Ly đang mất cấp còn Ly thì điệu đang mất cấp con Hùng đang ca kìa Ly là ở chung nhà với chú Xuân á hả chị Ly là ở chung nhà với chú Xuân á đi qua chú Xuân có thấy rồi thấy rồi hả thấy rồi hả thấy rồi đậu xe đây hả? Bên kia. Ủa sao tắt rồi đây? Này đại đội đi chích ngừa đây. Bữa nay mấy người năm người sáng cái nhóm kia đi trước hết rồi. Chị xuống. Chị xuống luôn hả? Tao là chị phải đi thẳng. Dạ.
What the mean here chị, xong rồi cho mấy người này sign in là hỏi. Sign in là walk in nha. Ủa Quang đó rồi. Okay. Yeah, bye, leave it. I'll pick it up. Okay. Okay, can you go through this one? I think I'll get through this one. Okay. How do you see that? Okay. Yeah, I'm going to So you're pushing the girl. And then if you come from behind, yes. It doesn't mean they're sick. It just means they've been standing in the sun. They have to stand in the shade for a couple minutes and then it'll be fine. Okay. But I ask you to do it. So you ask. This is my line right here. No, there's no line. Oh, there's no. So you're line. The person. You're, there is a line. This is the line. But you ask the people if they have an appointment. Yeah. If they have an appointment. Yeah. Mình cho chị phụ cho mấy người không biết. Mình cho phụ cho mấy người ha. Muốn cho. Okay. Thank you. Cái này em đi tên em không? Cái này chị ghi vô cái quỹ. Dạ tên em. Tên em. Dạ cho chị phụ. Okay. Thank you. Cho mấy người này check temperature xong rồi đi vô chích. Chích xong rồi có cái ấy. Có cái đồ ăn cho họ ăn. Ờ, có đồ ăn cho Hi, do you have an appointment? Anh là hỏi gì? Does it reset by itself? Yeah, just pull the trigger. Just pull it, I see. Let go. I did let go. Okay, do it again. But it's I'm let go. Don't worry about it. Just keep doing it until it works. Okay, there you go. Yeah. He's good. Okay, great. Okay. And then do it to him. Okay. Yeah, I'm glad no one got it. Oh, okay. That's good. Yeah. That's good. Great, thank you. It's good. You're good. You stay in here. Todd can help you fill out the form. Yeah. Todd can the team can help you fill out the form and everything. Yeah. Okay. What do you want us to do? Huh? What do you want us to do? No, we're Wim wants us to help you. Oh, have to fill out the form, right? Yeah. Yeah, okay. Do they just need to come in here to fill out the form? Yeah. Oh, okay. First they need the temperature check, right? Yeah. Your temperature check is done? Okay. Hello? Okay. Dan, ơi, em quên mất kia, anh không gọi em trước. Để xong rồi đi chơi em. Cái gì hồn trời anh Hoàng đâu mất tiêu rồi ta. Ông nó đi vòng vòng đó rồi xe ông hồn đợi rồi. Thiệt tình anh Hoàng này thích thiệt á. Kêu đi chích ngựa mà ông biết là đi chích ngựa ông mới đi theo. Mà đi tới đây lại không chịu đi. Thiệt tình anh thích. Thiệt tình luôn. Đi chích ngựa ông biết mà nói rồi nó đi theo xong bây giờ. Chứ mất tiêu rồi. Chàng thơm quá. Thơm hả? Thơm quá. Áo này bằng đi đạp xe đạp á, khỏi thằng đèn. Thấy giặt á. Đúng không? Áo xanh đó. Ờ, giặt á chứ. Mà hả? Ơi, làm sáng quên anh kia. Bà chứ chứ chích nhiều quá hả chị Hằng hả? Ủa mình lấy cái form nãy nói là nhờ cái ông đó ghép cái form. Dạ, lấy xíu, lấy xíu. À, ok. Bây giờ
thôi, mình kêu áo của phone rồi đi vô thôi. Không, không, đi lên đây. Tại vì ta đang ép lên, em cứ đứng vậy không Are you with her? Oh, yeah. Okay. May I get your first name? Can you use your pen? I know you can just tell me. Then Hong. Just Hong. Hong. Yeah. A. Just U N G. U N G. And your first name? Yeah. Okay. B I N. B. 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 Yes. Yeah. I. I N. A N. Okay. And your birthday? August 10, 94. I'm saying August. August 10. 94. Great. All right, come with me. Yeah, bag it. Anh Tiến đâu qua đây? Ủa có anh? Ờ, có anh chỉ cho anh hả? Này, có tên nè. Này chị ngồi đi, em ấy cho chị ngồi. Ngồi đi, 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 người gì, người Việt? Việt, người Việt nha. Dạ. Dân tộc, người Tây. Việt luôn. Thổ dân gia đổi. Châu Á, đánh vô. Nữ, đánh vô nữ. À, đánh vô trong cái lỗ. Đánh vô cái lỗ hả? Ờ, à, nha. Rồi... À... Mình không biết cái gì thì mình châu Á là được rồi. Ừ. Cô biết mũi thứ nhất, đánh vô. Ờ, mình quên hỏi chích loại nào. Ờ, mà đó nè, da mũi thứ nhất, ok. Hả? Nhà có cái địa chỉ ở đây không? Cho địa chỉ hả? Ừ. Cái này hả? Tại vì người ta không lấy hỏi địa chỉ được không? Vậy hả? Dạ, người ta không lấy. Tại vì bây giờ tôi có gì là
chút nữa cô ở đây nói với bác sĩ con hỏi cho nói giùm dạ, dạ. Rồi cái này địa chỉ cũ nè. Dạ. Ờ, cũ nhưng mà hiện tại ảnh không lết á. Dạ. Rồi dạ. Ở quận Hạ thì ở San Jose, chị để xin San Jose đi. Con đi lấy sao giờ? S. Đây. Chị biết là này. Giờ không dành. Chị kêu cho em đi chỗ lẹ đi. Không biết chứ không? À, hay vậy. Đó. Bữa nay ngày 16. Ờ, ngày tháng năm sinh chứ vô. Ừ. Ngày tháng năm sinh. Tên, họ. Bây giờ tên em ở đây tên vô phải không? Ừ. Tên là để khi Mai ha. À hả? Tới đây họ đó. Mai Thủy gì đó Mai, còn Mai họ. Thủy đúng rồi, Mai nè, Thủy đây Thủy phải không? Ở đây là họ, Thủy là ở đây tên với chữ Thủy đó. Thủy đây phải không? À, hả? Thủy luôn phải không? Thủy đây hả? À, rồi. Rồi họ, họ gì? Họ, họ Mai. Ồ, họ Mai hả? Ừ. Ủa chứ không phải Mai là chữ lót hả? No, ờ, Mai, vậy, chữ lót là chữ Lê. Ồ vậy hả? Vậy gạch bỏ đi, để Thủy đây rồi rồi. Rồi đây họ là Mai đi. Mai, yeah. Ủa họ Mai đó hả? Em họ Mai. Ờ. À. À, yeah. Rồi. Hả? Ở đây đây nói của người để mà liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. À, thằng thằng Tạ. Đi qua. Phone number 4 euro 2 euro 6 1 9 3 4. Dạ. Yeah. Ok. Cảm ơn. La bà. Ok, ngày sinh. Ngày nha. Ngày mấy tháng mấy để vô? Ngày trên, ngày trên. Ngày trên ngày là chúng ta để cái này không? À để đây. Dạ, ngày sinh, ngày tháng năm sinh nhất đó. Ngày tháng năm sinh đây luôn á. À nhất đại đó luôn, ngày tháng năm sinh. À. Rồi. Điện thoại của chị đi vô. Không nhớ hả? Không nhớ cái phone đây nè, em có thể thấy cái phone em trong này nè. Tự nhiên sáng cái phone này em có hết của em luôn à. Chịp gì đâu. Đây em có này chàng ơi. Có đây nè. Có, có em có, em có. Bữa em có cái số này. Đây là có nè. 48912. Đây nè. Ủa chú Xuân đâu rồi? 3114. Rồi. Rồi là thành bản câu hỏi về bất kinh cho biết không? Rồi liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Đánh vào đây chỉ có cái này đi. Rồi người liên lạc thì đánh ghi hàng Tạ. Rồi. Rồi ghi đây tên hàng Tạ. Hàng ở đây hả? Hàng, à, hàng. Rồi. Dạ. Tạ Phi Tạ Phi A. À đúng rồi. Số điện thoại của em 408 408 206 1934. Rồi. Còn địa chỉ ở đây mình không có, mình để mình homeless. Rồi hồi homeless để sao giờ? Thái Nguyên không có địa chỉ để họ homeless được. Được rồi. Ok. Ok, rồi, rồi, okay. Rồi coi ghi tiếp. Ký phải không? Ký vô ký phải không? Ừ, ký đi. Hôm nay ngày mấy hả? Ngày 16. 16. Tháng 4. Tháng 4. Tháng 4 trước. Tháng 4 trước hả? Rất cha rồi. Đặt đấy ghi lại. Để, được rồi, đợi tháng 4 rồi. 16 hả? 2021 phải không? À, 21 rồi, được rồi. 2021. 2021 rồi. À, ok. Rồi coi cái này. Thường thường này phải cho dứt kỳ, dứt mực mà sửa là đâu được đâu. Không có gì trên lầu rồi. Không, này là chắc mình đánh vô không á. Để không. Quý vị có ngừa chủng COVID nào không? Đánh không đi. Không, không, không để xuống à, xuống vô hả? Không, đánh vô là đánh gạch đánh dấu được à. Dấu là không. Gạch dấu gì được à. Okay. Rồi cái này quý vị có cảm thấy bị ốm bệnh không? Không, không luôn đi. Được, không đánh cho. Đánh đi cho lẹ đi. Mò đâu quá, mò đâu quá. Có phải những phản ứng
ứng như không biết. Tại vì đâu có biết có phản ứng như không. Phản ứng gì ứng như không. Em bị hồi đó em bị mổ phổi chứ có sao nè. Hồi đó giờ chị có dị ứng khi chị uống thuốc chích thuốc gì không? Chị có bị phản ứng gì không? Có. Hồi đó em chích ngừa em bị vô bệnh viện 4 ngày luôn. À bị sốt hay gì? Nó làm cho em hành sốt nóng lạnh vậy đó 4 ngày trời. Cái đó chắc bình thường chứ sao đâu. Anh em bị đó bị bệnh mô nhà chứ hả? Em bị hai chảy máu cam. Rồi cái này không có gì rồi xong rồi. Em lăn đội sẵn rồi kìa. Có gì xuất đi luôn. Đúng không? Đúng chú. Đúng Nam mình cầm đây, mình cầm lại mình chích mình mới đưa đó. Ok. Chú không cho chú. Xong rồi. Xong rồi mình cầm lại chích mình mới đưa đó. Chị ơi, gỡ cái bì nó ra trả đi rồi mình làm cầm mấy giấy này thôi. Ok. Gỡ trả bì này phải không? Ok rồi. 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 Anh Tiến ơi, lại đây nè. Luôn cả bên này luôn hả? Dạ. Đó là bên này thôi hả? Rồi chỉ có tờ giấy trắng luôn. Ủa, anh cũng chết hả? Hả? Bên đây hả? Bên đây nó kêu trả lời gì vậy? Tờ giấy trắng chứ có cái tờ giấy hồng mà. Tờ giấy hồng nữa, tờ giấy hồng đâu? Có tờ giấy hồng nữa mà. Sao nãy anh không xin tiếng Việt cho tờ giấy hồng tiếng Việt dễ hơn. Ừ. Anh ghi nem đi, anh ghi tên họ của anh đi, với bác trệ thay đi. Ghi tên họ ở trên, với ngày sinh tháng đẻ. Ổng ở Thiên Viện, ổng ở chỗ Thiên Viện á. Nghe hả? Ông gì đó, ngôn cũng biết cái đây vậy. Một nó lạnh rồi, cái áo phơi nắng, trời ông Hoàng cảm mất tiêu rồi, không biết Hoàng ở đâu. Ổng là lẹ, ổng đi chơi. Không biết rồi, đâu dạ, ngang. Xe điện này nè, xe điện. Đó, mới mốt đi làm, có tiền mua xe điện này chạy đi làm. Chạy đã, đạp cái tiếng luôn. Như vô trong chích cái gì á. Trời, sáng quên ông kia thiệt là tội nghiệp ổng à. Không ngờ sao. Mà xe nó cũng đầy. Đông quá hả? Ông qua đây nhỏ mà. Qua lúc 17, 18 tuổi mà phải không? 15, 16 chứ. 15. 15, bởi vì ông học giỏi chứ. Cái ta giỏi lắm chàng hả? Qua lúc 15 tuổi. Sáu mốt tuổi rồi đó ha. Sáu mốt sẽ đi qua anh vô ha. Rồi cái này đánh no hết nha chú. Đánh no hết đi chú. Chú không có dị ứng mấy cái gì. Trước đây mình chưa bao giờ chích ngừa cái gì. Thì đánh no hết. Dạ no hết đi chú. Được chưa hết rồi vaccine no luôn đi. Rồi cái nào không biết thì mình đánh bên đây là đông nôn, không biết. Tại vì mình cũng không biết có dị ứng cái thuốc vaccine hay không, bây giờ cái chích mình cũng không biết. Ừ. Ok, đánh nôn hết đi. Dạ, rồi. Không. Không. Mình cầm cái này chứ không có ngợp. Mình cầm rồi chứ mình đi vô chích mình cầm mà. Ủa cái hồ sơ của chị Ly đâu? Đây nè. Ờ.
đang tức anh Hoàng thiệt á. Ừ, ông đi cái đỏ ông lôi vô bắt ổng chích mới được chứ. Muốn cứu ông dễ lắm. Ngoài xe, ngoài xe. Mắt tao chạy rắn vô. Ừ. Hồi nãy em vừa hả, chớp mắt nhìn chỗ khác là ông chạy trốn mất tiêu rồi. Đó, ông đi vô cái xe tới chỗ đó. Có hởm thì đi chích dẫn ra thì gặp thằng Alex cũng trốn không chịu chích. Ôi, dạ, chịu đi, đi tới chỗ thì thấy okay, sợ. Okay. Nó làm cái đó là gì vậy? Hello, hello, hello. Hello. Say hello. Bữa nay chết đây nè. Say hello đây nè. Hello. Đang ngồi họp. Tứ Xuân bữa nay cũng đi chết ngừa nè. Tớ đi ra đường ngoài không chích ngừa Covid là không có được. Chích cái hàng chích là đâu mà hàng chích là không có bị bệnh phải không? Nếu có nóng sốt hay nóng lạnh thì cũng một bữa một à. Không mà chích mà nó không có bị chích nhiễm là mình không có bị nhiễm Covid đó. Khả năng chích ra nè. Khả năng nhiễm Covid có thì nó cũng hít là nó chích là không bị nhiễm. Không, nó không có 100% nhưng mà khả năng nó cũng có thể được 80% hoặc 90% là mình khó bị nhiễm. Chứ nó không có quanh thân rồi mà xem nhưng mà cũng ok. Okay. Bây giờ đi vô hả? Quay chị Hằng đẹp gái không? Bữa nay chưa đi chích ngừa. Đang chờ. Chị Hằng đẹp gái. Chào lúc nào đẹp gái đó, cô Kim. Trong rồi, đẹp đó, đang chờ khách hàng vô đây. Chị lúc nào đẹp đó không? Điền giấy rồi hết rồi, giờ chờ đứa đi vô khách hàng đi. Thôi nè. Giờ có một anh Hoàng bỏ cuộc chạy mất rồi. Mất dép rồi. Vô biết cửa. Sợ bỏ cuộc chạy mất dép. Chú Sơn quay lại nè, chú Sơn à. Nè, chú Sơn quay lại cậu Sơn kìa. Say hello. Đó, chú Sơn giờ cũng đang ngoan nè. Là còn thằng này thì chúng là sao hơi đen chứ. Mặc áo đen, đeo kiếm đen rồi. Không có nhỏ nhem. Không có nhỏ nhem, sao hơi đen chứ không có nhỏ nhem. Mày mặc cái tờ bông chen à. Bông chen. Bông chen luôn à. Bông chen chứ không nhỏ nhem. What arm did you want to do? What? Yeah, right. Yeah, right. Yeah, you want that one up here? Nhắm mắt lại. Sợ, không có sợ. It's okay. Nhắm nhìn đâu. It's okay. Oh, I forgot. Can you? Sign and then print it? Then in the Thủy or sao hôm nay? Thủy mai ghi họ luôn. Ngày 16, vậy 16 chứ hàng? Bộ tháng 4, 16, 21. Okay, so just the alcohol to clean you, okay? Yeah. All right. Oh. Here you go. Oh, no.
So fast, it's okay. Yeah. Okay. Yeah. How do you feel? Yeah, I feel okay. You feel good? You will tell somebody buy me. Did it hurt? Yeah. Yeah. No, he okay. No, okay. All right. So you're gonna go next door. Yeah. Wait in one of those chairs for 15 minutes, okay? Yeah. Qua bên đó ngồi chờ 15 phút. Mình ok mình mới đi ra. 15 phút mới đi ra được không? À, cứ qua đó thì em qua. Ok nha. Ok ok. Ok, chị cứ qua đó nha. Qua đó ngồi. Ok. À. Chết chưa chú? Chết rồi. Ồ, chết rồi hả? Ồ, nhanh vậy hả? Bên đây hả? Ồ, ok. Ồ, không đó. Anh chết rồi hả? Ồ, ok. Chưa, chưa chết mà đợi qua kia. Ồ, đợi qua kia hả? Chị giúp ảnh tới đây hả? Dạ. Chưa chết bên trái hay tay phải vậy? Ờ, bên trái cũng được. Ok, bên trái hả? Bên trái. Ủa, nãy anh điền chưa xong hả? Không, không, cái này là mình... Ồ, cái khác hả? Cái khác. Ủa cái này giữ lại sao? Chờ, mình giữ lại để cho mình coi cái proof là mình đã chích hôm nay rồi đó. Ok, mình chích hôm nay nè. Ví dụ mà mình đi đâu nó cần hỏi là mình có chích người chưa, mình đưa cái này cho nó được. Ủa anh chích cho anh xanh một lần thôi hả? Cái này cho anh xanh hả? Không, cái này là mình cho nó. Ồ, mà còn tại vì còn nó, lần hai nữa. Còn lần hai nữa. Tại vì cái cho xanh nó đang ngừng chích. Ồ, ồ dạ. Nó chưa biết là tại sao. Bởi vì em mới sợ cái cho anh xanh hỏi. Ok anh, thank you. Chứ anh mở cái áo ra. Ủa chưa chích mà hả? Chưa. Trời ơi, còn hùng cái sợ. Không. Cái thằng kia nó sợ đàn ông trai mà nó sợ chết. Cái gì vậy? You scared? Nó sợ. Em Việt Nam hả? Dạ. Ờ, nó sợ. Không có sợ. Nghỉ lát, ok? Đừng có lát. Nghỉ lát. Hình thì xăm đầy hết mà có chích thôi mà sợ. Tại sao? Tại sao mình là bắn lắm? Vậy em. Hình thì xăm đầy. Không có sợ, ok? Nhắm mắt lại. Bây giờ anh thở, hít thở sâu vô chậm thôi. Em đến 1, 2, 3 rồi em chết ha. Nhẹ nha. Nhẹ nha. Chắc nó giọng dẻo với em đó. Nó giọng một hồi. Giọng dẻo với em gái phải không? Đừng có lạc. Được. Trời ơi, đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Hồng nó sợ nó khóc kìa. You're lucky enough that you get to come back for another one in 28 days. And I know how much you love Neil. Xong rồi đấy. Xong rồi đợi bây giờ là 12:35, đợi 15 phút nha. Là 12:50 mới đi được nha. Cứ ngồi trên cái bên đó qua cái màn á, đợi là xong cái người giúp anh cho cái hàng thứ nhì nha. Nếu mà có điện thoại á thì chụp hình cái này cho ví dụ mất cái gì mình có cái chứng minh là mình đã làm rồi nha. Anh phải chụp hình này cất lại ha, rồi cầm lên đi. Rồi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Lấy này ạ. Rồi lấy đi, cầm đi qua đây chờ 15 phút. Dạ nha, 12:50. Dạ. Rồi qua kia ngồi. Qua kia. Keep waiting for her. Keep waiting. Here, ma'am. Cảm ơn. Wait 15 minutes. Ở chị Ly bên kia kìa. Ủa sao vậy? Sao cho mình vô đó? Đi qua đó ngồi đi. Ồ, lấy hẹn tiếp theo nữa. Lấy hẹn tiếp theo thôi để về mình nhà mình lấy. Lên mạng lấy được không? 15 phút. Càng nói đi 15 phút lấy hẹn tiếp theo để về mà con lấy cho không sao đâu chú. Ờ, rồi đi về.
không, mình ngồi chờ 15 phút. Để mình phút có cho okay nó cái không? Thuốc nó xuống. Nè chú ngồi qua đây đi. Ngồi đi chú. Nha. Để cho cái thuốc nó vô cái mình á. À hả? Ờ, cất miếng giấy đó là chứng minh em đi để em không làm mất chứng minh là mình có chích rồi. Ngày xếp lại đi, ngày này đi chích nữa nè ba. Ờ, xếp lại đi để vậy em lấy hẹn cho. Ok rồi. Xếp hai cái này chung cả chung ha. Nguyên ơi, coi như là chị để về mình lấy hẹn riêng khỏi lấy hẹn đây được không? Được. Ờ, về em lấy hẹn riêng ha. Nhưng mà tới ngày nào chích ở đâu em nhắc chị. 14. Tại đây luôn. Anh nhớ nhắc mới xịt nhắc chị. Nhắc chị. Ờ, chị làm hai cái chung rồi. Chắc mềm vậy. 14 đây tháng 5 đó chị. À hả, dạ. 14 tháng 5 lần nữa. À hả. Thằng này sợ cũng mà cười. Thằng này thì nó hình xăm á, đầy hết trơn á. Má hả, chích ngừa mà nó sợ, nó quýnh lên, nó quýnh. Sợ thiệt á. Nó quýnh. Nào thì... Mà lật cái hình xăm con rồng thôi à. Người ta dị chứ người ta rất là mà nó quýu lên gỡ ngã lết chứ còn khóc dữ nữa. Mấy nó không chịu đi đâu. Ông Hoàng nãy cũng vậy kìa. Sợ chạy mất dép luôn. Ờ, dữ rồi luôn. Cất, em về đi, xếp lại đây, cất. Để chị lấy hẹn kế tiếp cho. Có rồi, ghi sẵn luôn nè. Ờ, sẵn ghi luôn rồi nè. Nhưng mà mình phải lên mạng rồi lấy hẹn. 14 tháng 5, năm tháng sau rồi. Ừ. Trời ơi, chích thêm cái nữa chắc chết. Lãnh gì chút. Bị ảnh chích thêm cái nữa mệt rồi. Xếp lại các đàng hoàng, đưa đây bỏ vào vỏ chị đi. Nào bỏ vô. Em với bà chị mất nợ chị này. Em với bà chị mất nợ chị này. Okay, ngồi đây chờ 15 phút. Chị gì vậy? Chờ 15 phút coi mình có ok không. Tại vì người ta sợ thuốc nó vô bị phản ứng cái gì. Thì sau 15 phút mình không có cái gì. Đứng dậy đi về. Nó giả bộ nữa. Cái nào giả bộ. Nói tới nó nhõng nhẽo. Nó cũng là vua nhõng nhẽo. Chưa giờ bây giờ mới bắt đầu nhõng nhẽo không? Sao bắt đầu nhõng nhẽo hết? Em mệt. Em chích xong rồi em mệt quá anh Tiểu. Mệt không chịu nổi. Em mệt rồi. Giả bộ nó nhõng nhẽo đó. Em mệt quá trời ơi rồi. Xỉu chưa? Sắp xỉu rồi. Xỉu hả? Vậy kêu em ba lanh tới nha. Chưa. Nó sợ hết hồn. Để hỏi mấy người này có mệt không? Anh Hùng nó mới nói, em mệt quá, em muốn xỉu. Bà lên nghe nó nói, thôi. Sao đi giả bộ nhõng nhẽo quá, phải không? Bà có mệt không? Không. Thế nên định bên hết trơn, bình thường rồi. Anh đi hỏi cho người nào mệt muốn xỉu, kêu ha. Nè, có mệt không? Có mệt muốn xỉu không? Không có mệt, chị Hằng ơi. Không có mệt hả? Dạ. Khỏe hả? Khỏe. Khỏe không? Ờ, như chích như là kiến cắn vậy. Ờ, sau 15 phút là mình sẽ đi về, không có bị gì về. Chú mệt không chú? Không. Khỏe phải không? Khỏe re. Khỏe re hả? Ừ. Không có thấy mệt gì hết hả? Không. Vậy hả? Vậy là khỏe re là sau 15 phút là mình được đi về rồi. Dạ. Ừ. Khỏe re. Hôm nay chị kêu là ai cũng phải giữ cái tấm giấy này đó. Đúng rồi. Thí dụ mà ra đường á, ai mà có hỏi là đưa cái mình tấm giấy này. Mình nói tôi có chết rồi. Dạ. Yeah. Anh chụp hình là vô để thôi nó mới có mất á. Dạ. Yeah. Lỡ có mất á. Tại vì cái anh đó ảnh nói là đi ra đường á, nếu mà có ai hỏi cái gì á, đó là đưa cái tấm giấy này ra. Tại vì để ta COVID-19 biết. COVID-19 này á, người nào cũng phải chích hết, không có chích là nó hỏi đó, phải đi chích, đúng rồi. Chích là phải chích mũi thứ hai nữa, phải đi chung với nhau, không có chích được có mũi đầu thôi là mũi thứ hai không có bỏ được, phải chích luôn mũi thứ hai luôn. Mũi thứ hai nhiêu ngày vậy, sau mười mấy ngày? À, sao nó rời tháng 5 14 tây. Tháng 14 vậy là mấy tuần ta? Ô, 3 tuần á. Dạ, là mũi thứ hai đó. Ồ, một tháng sau á, 4 tuần. Mà phải chích cái mũi thứ hai. Ừ, dạ phải chích mới đủ bộ của nó. Cái này chích ngừa là phải mọi người chích hết. Phải mọi người chích hết, ai cũng chích. Dạ, mà nếu mà không chích mà ra đường là hỏi đó, ai cũng phải hỏi hết đó. Đúng rồi phải đó. Chích ngừa. Đúng rồi đó. Dạ. Dạ bây giờ khỏe ghe phải không? Khỏe ghe ngồi đi chờ chút. Ừ.
Đây nè, xong rồi ra họ ra ngoài lấy đồ ăn, được đồ ăn nữa nha. Đó, cái tấm giấy đó bỏ vô túi đi. Ờ, bỏ túi về cất kỹ nha chú. Về bỏ vô trong trong giỏ của mình cất đi nha. Rồi, nãy giờ 15 phút chưa? 15 phút rồi hả? Ok, 15 phút thì ra ngoài lấy đồ ăn. Ha? Người ta cho mỗi người bịch đồ ăn. Ông ơi. Ông kia ông ơi. Rồi, đứng dậy. 15 phút quên chưa? 15 phút rồi, nghỉ rồi 15 phút. Đi anh nói hả? Kêu xe lại. Kêu xe lại. Rồi đi ra ngoài mỗi người lấy bọc đồ ăn. Xíu không? Rồi đi ra đi, mọi người được lấy bọc đồ ăn á. Đi ra cửa đây, người ta cho mọi người phần đồ ăn. Chết, nó nằm nhà chết. Chết cái mũ ứ chết ngờ, bây giờ nó nằm dạ. Yeah. Nó có mỗi món nào lấy món this nào one? This one? Yeah. Chicken. Chicken ngon hơn. Anh chết đi. Rồi đánh một. Rồi nó hỏi lấy nó. Let's see. We just have this one for now. We're waiting on. Waiting on this one, so just this one. You want this one? Alright. Alright. There you go. You're welcome. Same for you? Yeah. Corn. Huh? Yeah. All these? Corn. Here, you want corn? Oh, I ran out of these ones. I just had this one. Sorry about that. I'm waiting on another one. You want one? Yeah. Yeah. Go for it. Muốn lấy lấy. Can I have one? Yeah. Okay. Oh, get one for anh Hoàng. Can I get Do you want this one? Yeah, one okay. For the Alright. Can you get one back? Yeah, go for it. Lấy bịch nữa cho anh Hoàng. Ai chị Lê? Chú thân lấy bịch nữa đi, lấy cho anh Hoàng bịch. Lấy cái này cho anh Hoàng đi. Lấy thêm bịch người phần kìa. Ok, rồi được rồi chú. Hả? Lấy theo qua đây là hả? Lấy cho anh Hoàng. Rồi. Ủa, muốn xin gì? Hello. Cái này nó cho anh. Như hợp đi nữa. Cái này cho gì? Yeah. Dạ. Ok. Hả? It's very nice today. Oh, yeah. What's going on? Hi, this? Yeah. Oh, yeah. Oh. Nice. Okay. Did you want some of that? Yeah, I need one. Would you no, no, I'm needing no more. Yeah. Yeah, I need one. Yeah. You want it? No? Yeah, I need one, yeah. Which yeah. One? Okay. Yeah. Here you go. Yeah, thank you. Good. Người lấy trái cho người lấy trái được đàn ông đó con lấy đâu bên này là cái cứu trợ. Đàn ông mà không cho. Đàn ông mới lấy. Đàn ông mới lên nói đây là chết rồi. Mới lấy cho người khác. Ông bà thôi đừng ăn đốn cho đâu. Ai lấy cái này cho ông quẹt mặt luôn. Vậy cái nào? Thì lấy mấy cái nào đó lấy được cho ông Hoàng đó. Hồi nãy ông trốn chạy đó. Bây giờ hết rồi. Hết rồi. Tại một anh kêu cho cư đi chung mà ông trốn không có chịu đâu. Bây giờ chỉ có cái khe khiếp với lại mấy cái đồ nhỏ vậy. Vậy hả em? Mấy cái này xài được chỗ nè. Cái này là cà phê. Cà phê. Ông Hoàng cứ uống cà phê lắm á. Ok, vậy lấy cho chị xin luôn. Giỏ này có dạ không cái này là hết rồi cái này là, dạ cái này chỉ là cái nãy đi chung phòng một anh vô cư nữa cái đảo như vậy rồi dạ cái này ok rồi vô đây cũng là dạ ok có bình nước lạnh được không dạ bình nước thì phải xin bên đó à ồ bên đó à ok lấy nước lạnh.
đi. Okay, ôm nó lên, ôm nó lên để đổ. Okay, ôm vào phần okay. Nha. Rồi ăn nó bụng cũng sao đi. Còn không nữa. Nè nè rửa tay đi anh trước khi ăn. Trời ơi bằng tay không? Nè rửa tay đi chú ăn. Ăn đi lấy ăn đi. Đói bụng à. Đói thiệt chứ sáng giờ đâu ăn gì đâu nè. Người của bà mang về đó đi chín ngựa xong rồi được lãnh đồ ăn mọi người lấy ngồi cái bàn vệ sinh đó đàn ông đâu có được lấy đâu. Ông này kêu mỗi người lấy một bàn hộp bàn vệ sinh đi là đưa cho chị Hằng. Nói thằng ông đâu có ai mà cho bay lấy bàn vệ sinh đâu. Giang ơi kêu anh Hoàng nữa giờ đâu thấy ông ở đâu đây ta kêu ông chạy lại ông ăn. Ông Hoàng ông trốn rồi, ông trốn rồi đâu rồi. Ông hồi xe ông rồi. Ông đâu có cho thấy mặt đâu. Ghét ổng thiệt. Ủa cái này là gì ta? Ở trong cái hộp này. Ô cái hộp này có chai nước uống như bịch chiếc thôi à. Chai nước uống như bịch chiếc à. Lâu lâu ăn đồ Mỹ kiểu cũng dễ ngon, cũng ngon. Ngon hả? Ngon. Cũng ngon, lâu lâu ăn đồ Mỹ mà. Đói bụng cái gì cũng ngon. Ông quay thêm, chút nữa cho ông lại lấy phần. Đó chỉ đói bụng thôi, chứ không phải chết trắng nhắm. Nơi tiếng trắng vậy á. À. Còn không em? Khui ra, khui ra chú. Khui ra, có. Nằm ở trong cái bọc á. Không thấy hả? Dễ lên nha. Sao? Ác quá không cho ổng ta. Thiệt tình. Sao nó ác quá mà nó không bỏ nước cho ổng kìa. Con cá không có vậy có đó nước á nó sao nó ác quá nó không bỏ chai nước cho chú thân ta kỳ cục thiệt á à. Ai nó cũng bỏ hết trơn mà nó không bỏ cho chú thân ác bánh mì không à ác thiệt luôn á cho bánh mì mà nó cho chai nước chịu nổi không em bây giờ cho con lên con bịch nhỏ nè bánh có rồi chồng có rồi chồng ăn rồi ăn rồi có không nó ác quá nó không cho sáng rồi có nhà mà ăn rồi á. Biết đồ khỏe đó, tôi có thằng mũi nữa. Chưa. Ăn thật là khó ăn quá hả? Nữa hả? Vậy là ông này ăn đồ Mỹ rất chán à. Ông nói khó ăn. Ông Tiến. Ăn thật là khó ăn á. Tính dẫn cho đi ăn phở mà xong ăn xong rồi đi về. Ủa mình đi qua hướng nào xe bên đây mà xe bên đây hả? Ok đây cái này đi đó xe đó quẹt ở ngoài kia.
Ủa? Đủ chưa? Đủ rồi phải không? Đủ rồi. Đủ rồi. Quay lại mấy người. Rồi hả? Chích không? Ăn uống không? Rồi bây giờ là đi về. Theo lẽ là tính là đi dẫn mọi người đi ăn. Nhưng mà ra cửa đó là người ta có phát đồ ăn. Rồi lãnh đồ ăn. Yeah. Lãnh đồ ăn xong rồi. Ăn rồi hết rồi. Ăn rồi xong rồi. Nó là chị về. Chị về. Rồi. Ừ. Xong rồi khỏi ăn. Khỏi ăn. Đúng rồi, lên xe phải không? Rồi, lên xe, đi xe. Rồi, lên xe, rồi. Rồi, mở cửa. Rồi, ăn vô. Ai vô trong đi? Chú đi. Rồi anh Tiến vô rồi phải không? Mọi người này, nè có mát nè. Ờ có khẩu trang luôn. Ok, bữa nay chị Hằng chở chiếc ngừa. Ok, cảm ơn chị Hằng với anh nhiều lắm. Ok, không có gì. Về không có gì hết. Bình thường không có gì phải không? An toàn trên xa lộ. An toàn trên xa lộ. Chú Sưng thấy không? Sao? Uh-huh. Thấy có gì không? Không có gì hết. Không có gì hết á hả? Thấy khỏe re à? Ồ, thấy khỏe re à? Ủa gì anh Tiến thấy sao? Thấy khỏe re như ngựa kéo xe. Ồ, khỏe re như ngựa kéo xe vậy đó hả? Ngựa kéo xe à. Ừ. Hùng thấy sao? Hùng thấy muốn xỉu. Hùng nó nói nó muốn xỉu rồi, nó muốn xỉu rồi. Nó cái nói vậy kêu mà lăn vậy, nó nói nó. Nó giả bộ, nó nói mệt quá em muốn xỉu. Nó nói vậy kêu mà lăn nghe nó nói. Ừ. Ồ vậy hả? Ồ chỗ nhà hàng đó đó hả? Vậy đó. Nhà hàng bữa tắm không có xà bông tắm luôn. Vậy hả? Ờ. Ủa bữa đó sao quên không chịu lấy? Bữa đó nó quên. Ừ. Ra soạn rồi nó lấy rồi không lấy. Ủa một chiếc tôi mới ăn tôi giục đâu mẹ nó. Ủa thì chị cầm chị ăn đó mà. Ừ. Tôi cũng nhớ chứ giờ kịp chỗ ngồi không? Chú Sưng với chị Ly là xuống một chỗ. Bây giờ có ai có tài văn nghệ gì ca hát, chú Sưng chưa có ca hát nha. Chú Sưng hát bản tặng cho quý vị khán giả đi. Nghe một bài. Chú Sưng biết hát bài gì? Này cô em bác nè, chị cầm nho nho. Cầm đi, cầm cái này hát. Cầm cái này. Này cô em. Nó hát cầm cái này để nghe hát nó mới vô được. Ờ, để vô được. Rồi, hát đi, hát đi. Hát. Hát cái gì vậy? Cái gì cũng được, hát sao cho khán giả nghe một bản rồi đó, giờ chưa bao giờ nghe đó. Để bên nào đi à, bắt hát đại một đoạn thôi. Một đoạn thôi, chút được rồi. Một đoạn đi. Bên sáng nhà rồi kìa. Rồi xe hát rồi chú nghe đâu hát đoạn ơi. Hát đoạn đi xuống xe. Chạy ô vờ rồi thì bây giờ Diêu Thên lại chưa tới. Chưa tới mà. Chưa tới rồi hát đoạn đi. Hát đoạn thôi nha. Hát đoạn thôi. Ếch nhông nhông, ếch nhông nhông, người ta phải như gió vừa Lê qua đồi núi. Ếch nhông nhông, ếch nhông nhông, vừa đi qua đồi núi rồi xong hết rồi. Dễ thương nhỉ? Giận lạnh rồi chết người ra. Rồi đôi hết rồi luôn á. Rồi hết rồi. Rồi tới anh Tiến hát cái gì? Ờ đưa đưa cái micro cho ổng đi. À, hát đại đoạn gì đi. Rồi, bản nhạc trở về cát bụi. Rồi, rồi yeah, hát luôn. Hát luôn. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo có. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi. Dù có như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ chào. Hay quá. Này nhà lớn lòng hoàng son, này lời danh trước quyền cao sang. Có nghĩa gì đâu, sao chẳng bền lâu, như nước trôi qua cầu.
Này lời hứa, này thì chốn, này tình yêu chốn lười đầu môi, cũng thế mà thôi, sao mắt ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này, cô vu có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ các bụi la ta, mai này chẳng phai. Hay quá. Rồi thôi vậy đưa tiễn hai quý vị này tới chỗ. Rồi đây Lily và chú Sơn tới chỗ rồi. Ông An hả? Ok để đó, đây chỗ nào của chị xếp vô chiều về chị ăn. Ủa chú Sơn sao hoi vậy chú Sơn? Rồi bye chú. Ok. Rồi bye chú. Bye chú, bye chị. Rồi hai người đó nhảy lên luôn không? Hai người làm nhảy luôn nữa. Hai người ở dưới. Thôi ở dưới đi. Ok rồi. Lên đây đi. Rồi. Ok rồi hôm nay thì chở mấy anh em đi chích ngừa. Thì sẵn anh chở anh Tiến đi luôn. Rồi anh Tiến gỡ khẩu trang ra đi. Rồi ở đây á thì có chị Lan Lê ở bên Houston. Thì nói chung thì các chị và các nhà hảo tâm coi tùy theo người ta có duyên với một cái người nào, đúng không? Giống như bây giờ thí dụ chị Lan Lê đó coi anh Tiến thì nhưng mà trong hoàn cảnh trường hợp nào đó thì chị Lan Lê thấy thương, tùy theo mình có duyên với người nào thì chị thấy chị gửi tiền cho anh, cho nên chị mới nói là nhờ Hằng gửi giùm cho anh Tiến 100. Thì Hằng chỉ có là ok Hằng chuyển giùm cái 100 của chị Lan Lê gửi cho anh Tiến. Đây là cũng những nhà hảo tâm, người ta xem mình trên chương trình YouTube, người ta thương mình. Dạ. Người ta cho nên á thì Hằng cũng nói với các anh em, nếu như mà khi mình nhận được những cái đồng tiền của từ các nhà hảo tâm thương mình. Yeah. Cho mình thì các anh em xài cái đồng tiền nó cho có ý nghĩa. Yeah. Trong cái lúc tạm thời mình chưa có công ăn việc làm thì yeah. mình có được cái đồng tiền mình xài nó cho thật có ý nghĩa. Yeah. Và nếu như các anh em phấn đấu lên chịu đi làm. Yeah. Thì Hằng có thể kiếm việc gì cho các anh em làm lay lắt qua ngày cũng có tiền mà xài. Yeah. Mà sống. Yeah. Ha. Ok anh Tiến nhận 100. Cảm ơn chị Lan Lê đi. Cảm ơn chị Lan Lê. Lan Lê. Cảm ơn chị Lan Lê, em tên là Lương Minh Tiến. Cảm ơn chị nhiều. Em thì không biết nói làm sao, em cũng lang thang. Mà em nhờ chị Hằng, chị Tốt đi giúp vừa người vô gia cư. Sẵn nói với chị Hằng đi chích ngừa. Giờ chị cũng lo cho em thử tới nơi tới chốn đi chích. Giờ em tên Tiến, em cũng cảm ơn chị nhiều. Chúc chị khỏe mạnh, vạn sự như ý. Nói cũng chúc chị Hằng nhiều luôn. Giúp cho em đi chích ngừa. Tại vì em cũng không biết cái gì hết. Cũng nhờ coi YouTube rồi mới gọi cho chị Hằng để đi chích ngừa. Cũng cảm ơn mọi người trên mạng. Bà con cô bác. Cảm ơn bà con nhiều, hảo tâm nhiều. Cảm ơn nhiều. Ok. Rồi, vậy thì nếu như mà việc làm mà có ai cắt cỏ hay là cái gì á kêu anh á thì anh đi làm nha. Dạ. Để cho có công ăn việc làm. Yeah. Gì đó có tiền xài hàng ngày chứ. Yeah. Giờ hàng ngày đâu có tiền đâu xài. Dạ. Yeah. Ha. Yeah. Nếu có ai kêu cắt cỏ dọn rác gì thì em kêu anh Tiến. Yeah. Đi làm nha. Yeah. Nhớ nha. Dạ. Yeah. Ok rồi, vậy đem. Yeah. Nha. Rồi. Cảm ơn nhiều. Rồi. Yeah. Cảm ơn chị Lan Lê. Yeah. Cảm ơn. Okay. Chị Lan nhiều nhiều. Ok. Dạ. Yeah. Rồi.